Sáu về đâu? Cô Sáu đi chợ là bắt hai. Ngủ ngoài chợ chứ. Có điện thoại không thể mở nữa. Tại vì chỉ có con chàng đang trăng quấn đó nữa. Tôi vô nha. Cảm ơn cô. Đánh đu ở đâu với con quỷ đó vậy? Đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn cho ông ăn chứ đi đâu. Sao lại về với Nam Lai? Thì tình cờ gặp nó chứ đánh đu đánh võng gì. Mà đâu phải là tôi gặp mình Nam Lai đâu. Mà ông nói nè, bà định đám chỉ ai đó? Bà vợ cưng của ông chứ ai. Bà chị đám thứ đi với đứa nào? Bà dắt cháu nội ông đi ăn quán. Còn hiểu quá mất mớ gì tôi nói chứ. Người ta có máu có sót chứ ai nhau. Im đi. Ông bịt miệng được hết thế gian này không? Đứa nào dám nói gì tôi? Sao không dám? Người ta nói ông độc ác đó, không cho hai quốc giác con về nhà. Con Nam Lai nói chứ đứa nào nói? Nè, kêu nó im cái miệng thúi lại đi nha, không tôi bỏ tay nó đó. Hung dữ quá, ai ở được với ông? Mẹ bà. Quỳ Phát đang ở đây hả? Thằng Đô với thằng Chả đưa dân chăn qua bển rồi. Vậy là thằng Mén cũng theo qua bển. Sao cậu quan tâm tới thằng Mén như vậy? Tôi giận nó. Nhưng nghĩ tới Nam Bân, thằng Mén mà theo Quỳ Phát chỉ tàn đời. Anh tìm nó về giùm tôi nha. Em dám cá, thằng Chả không cho thằng Mén về với anh đâu. Nhưng mà thằng Mén đã chán ở với Quỳ Phát lắm rồi. Chán sao còn đi theo thằng Chả? Cái thằng đó nó nhỏ, nhưng mà nó láo lắm, tin nó không nổi đâu. Nhưng mà cũng nên chừa cho nó đừng về chứ. Em biết rồi. Tá Mua. Dạ. Anh kiếm người, nay mai gì đó theo tôi qua bển, rào lại đất nha. Dạ, em biết rồi. Nè, anh coi giao hàng nha. Ai biểu mày dắt con Hai Quốc đi ăn vậy? Hai Quốc nó nhờ chứ ai. Hồi nào tới giờ không nhờ, bây giờ lại nhờ. Thì ông muốn biết ông hỏi nó đi. Chứ con nhỏ có tội tình gì đâu. Mày bên nó hả? Nhìn con nhỏ đó, tôi nhớ Hai Quốc hồi nhỏ. Lúc chị tôi mất, Hai Quốc nó cũng trạc tuổi con nhỏ này. Làm như thương Hai Quốc lắm. Bài đặt giữ con giùm. Cô giáo giữ con bé Tú về quê. Hai Quốc nó nhờ tôi để ý con của nó. Không lẽ tôi không làm? Vì cháu mày lúc nào cũng binh nhau chầm chầm á. Liễu cái thằng hồn á. Gì vậy? Cho em đi Sài Gòn với. Để lần khác nha. Lỡ chị đi luôn thì sao? Chị sẽ về, hứa mà. Hứa thôi, móc méo thôi. Rồi. Nè nha, chị móc méo rồi nha. Cậu Hai gọi nè. Chị em nói chuyện với cậu Hai thôi. Ừ, nhưng mà để chị nghe cậu Hai nói gì đã. Em muốn nói trước. Không được. Em giận kia luôn. Alo, tôi nghe đây cậu Hai. Chừng nào em lên Sài Gòn? Ngày mai. Đi sớm về sớm nghe. Chưa biết. Là sao? Không thích về sớm chứ sao? Sao cứ thích làm khó làm khổ người ta hoài vậy? Gọi điện chỉ để nói vậy thôi hả? Đâu có đâu. Anh còn nhiều câu lắm, sợ em không dám nghe thôi. Bé Tú muốn nói chuyện với anh nè. Nè, chuyện gì vậy bé Tú? Cậu Hai, đừng cho chị Khanh về Sài Gòn. Đâu có được. Cậu Hai lỡ hứa rồi. Cậu không chịu đâu. Chị Khanh lên Sài Gòn vài bữa nữa về à. Cậu không chịu đâu. Lỡ chị Khanh đi luôn thì sao? Đâu có đâu. Cậu không chịu đâu. Thôi mà bé Tú đừng có nhõng nhẽo nữa. Đưa máy cho chị Khanh đi.
Alo. Alo. Em nói đi. Nó giận rồi cơ. Em chiều riết nó hư đó. Có gì Tuyết với lại xí muội, nó sẽ quên tôi thôi. Em nói vậy là sao? Anh nên cho dì Tuyết đưa nó đi chơi đi. Anh không an tâm khi nghĩ tới năm lai. Bây giờ cứ nghĩ tới cảnh nó khóc là tôi đi không có nổi à. Thôi được, mai em đi vui vẻ nha. Alo. Mình nói chuyện được không? Mười nói đi. Không có ai ở nhà hết. Tôi đang trên đường về Ba Tri nè. Thiệt hả? Nhưng nhớ, không được để ai biết tôi về đó. Ừ, tôi biết rồi. Tuyết à, những việc tôi dặn em làm tới đâu rồi? Không dễ dàng chút nào. Khó cỡ nào cũng phải vượt qua. Nếu như mình muốn ở bên nhau. Nhưng mà tôi sợ lắm. Em cứ nhớ lúc ông hành hạ em là em hết sợ liền hả? Tôi biết rồi. Chào em. Ví dụ gì? Cô nói đi. Tôi muốn anh được con gái của Hải Quốc. Đi xa thật xa. Chà, vụ này hơi căng à. Bởi vậy nên tôi mới nhận thấy anh. Bắt cóc con nít ở tù hút xương đó cô. Làm giá hả? Bao nhiêu? Anh cứ việc nói. Nếu như chuyện này đủ bể, Hải Quốc sẽ không tha cho tôi và cô đâu. Làm sao mà đổ bể được khi chỉ có mình tôi và anh biết được chuyện này. Anh cứ ra giá đi. Tôi không làm chuyện này đâu. Anh cứ việc suy nghĩ. Đừng nên nói dứt khoát như vậy. Năm nay này nhiều chi lắm. Ba. Con vô nhà đi. Dạ. Con ngồi xuống đi. Con uống nước đi. Dạ con cảm ơn ba. Cuối cùng cũng lết về đây. Hai cha con ông giỏi thiệt đó. Nè, nói cho chị biết nha. Cái nhà này không phải là cái chợ. Chị muốn đi là đi, muốn về là về đâu. Con im đi. Ba, má. Nè nè, tôi nói cho ông biết nha. Cái thân của ông á, ông còn lo chưa nổi. Ông còn mang cái thứ con gái này về nữa. Nhà tôi không có chứa cái thứ con gái bỏ đi quan đâu nha. Còn không có ở đây đâu. Dì khỏi lo, chứ hôm nay chị về đây làm gì? Chị đừng có nói á là chị về thăm ba nha. Hiếu thảo quá. Bà còn mở miệng nói được như vậy đó hả? Đúng là ác như Tào Thị mà. Ừ, tôi là Tào Thị đó. Ông tưởng ông là Phạm Công chắc. Ba, con muốn nói chuyện riêng với ba. Lên phòng của ba đi. Nè nè nè, hai cha con ông có chuyện gì mờ ám mà không cho tôi nghe chứ?
Đi con. Má. Trên cái nhà này á, không có còn tôn ti trật tự gì nữa hết trơn. Má, có khi nào á bà có đủ tiền chuộc sổ đỏ cho bả rồi không? Không có đâu, má nghĩ là không đâu. Thôi chết chết chết, không được rồi. Má, má kêu bà Liễu á xử bà Tina này liền đi. Xử cho ba mày ổng quậy chết luôn hả? Ừ, chứ sao giờ, con không có muốn á bà ở chung nhà với mình đâu. Bà đẹp như vậy á, thế nào bà cũng hốt hết à. Bình tĩnh, từ từ đi con, hốt cái gì mà hốt. Má, lúc nào cũng từ từ, tính cái gì mà tính nữa. Bà hả, bây giờ mọc nanh rồi đó. Má để một thời gian nữa, mọc dài rồi mà xé hai má con mình đó. Trời ơi, bực mình quá đi. Nhìn con khác trước nhiều quá. Con cũng vậy mà ba. Con đừng đi Bến Tre nữa nha. Ba cũng thấy thái độ của dì Ninh với Chi rồi đó. Làm sao mà con sống ở đây nổi. Chỉ làm khổ ba thêm thôi à. Ba sẽ thuê nhà cho con, để con đi học lại. Hôm nay con chỉ về thăm ba thôi, chứ chưa có tính toán gì đâu. Chút nữa con đi liền. Con đi đâu? Con qua nhà Yến, ở đó con thấy an toàn hơn. Sao con lại nói như vậy? Dì Ninh vẫn chưa bỏ qua chuyện cũ. Con mà ở đây thì bà Liễu sẽ không có để con yên đâu. Chẳng lẽ con muốn rời khỏi Sài Gòn luôn sao? Ở đâu sống tốt thì mình sống thôi, chứ có gì đâu ba. Trước đây ba không quan tâm tới con. Đã vậy còn làm tiêu tan cái nhà của má con nữa. Con không trách ba đâu. Con chỉ mong là ba đừng có đụng tới bài bạc nữa. Ba đã bỏ thiệt rồi. Nhưng chẳng thà con trách ba, ba cảm thấy dễ chịu hơn. Ba có tính toán gì chưa? Cũng có, nhưng để thư thư đã con. Mà ba còn thiếu nợ không vậy? Không. Ngoài căn nhà này ra, ba chẳng còn tiền mua gì. Vậy thì ba nên đi kiếm việc làm đi. Nếu không thì ba khó có thể sống với dì Ninh lắm. Điều này thì ba biết rồi. Con Chi thì đang sống với một thằng, mà thằng này trời đánh không chừng. Ba lo cho nó hơn là lo bản thân mình con. Ba khỏi lo đi, dì Ninh không có để con Chi khổ đâu. Ba lo cho bản thân ba trước đã. Thôi bây giờ con qua nhà con Yến, khi nào mà cần á thì con với ba sẽ gặp nhau sau ha. Thôi con đi nha ba. Ừ, con. Hồi nãy cô cầu gì vậy cô? Cô chỉ cầu cho gia đình mình mọi người được bình an, chứ còn cầu cái gì? Con cầu cho anh Nam không có quậy cô, với lại anh hai nữa. Con tốt bụng lắm. Có gì đâu cô. Xin muội. Dạ. Cô có chuyện này cô muốn nhờ con. Con hứa là phải giúp cô nha. Chuyện gì vậy cô? Cô cứ nói đi, con hứa là sẽ làm mà. Con nhớ chăm sóc cho ba Nam giùm cô nha. Sao cô nhờ ngộ vậy cô? Thì dạo này á bà Nam nó ở bên trại, chứ nó không có ở nhà, cho nên con dễ bề chăm sóc cho nó hơn cô. Nhưng mà anh Nam ghét con như là cái gì á, ảnh toàn kêu con là chằn lửa không à. Bà Nam nó không có ghét con đâu,
Sao cô biết vậy? Cô biết chứ. Vì con á, hiền lành, lại tốt bụng, còn biết thương người nữa. Sao ba Nam nó ghét con được? Xin muội hứa là giúp cho cô nha. Thật ra nếu mà cô không có nhờ con cũng sẽ chăm sóc cho ảnh mà. Vậy thì cô cảm ơn. Cô yên tâm rồi. Mày đã về đây rồi thì chơi cho đã đi. Tao không có tâm trạng chơi. Trời đất ơi, mày chưa chồng chưa con, mày làm gì bận rộn dữ vậy mày? Cứ nghĩ tới bé Tú là tao chơi không có nổi. Vậy thì hả, đồng ý là mở hai cho nó luôn đi. Cái đó thì phải chờ cô có duyên hay không. Trời ơi, nói chuyện ghê chưa. Ê, mà nói thiệt nha, mày khó quay lại nhà của mày lắm á. Tao biết. Ba tao còn khó ở đó, chứ nói chi tao. Thấy ba mày bỏ casino là tao mừng rồi. Không biết ông có bỏ thiệt không nữa. Bữa nói chuyện với tao, tao thấy bác trai ân hận lắm á. Biết là vậy, nhưng mà bài bạc cũng như là ma túy vậy đó. Hên xui rồi mày ơi. Trời ơi, bữa nay người ta biết nói chuyện theo kiểu này nữa nè. Bây giờ ba tao phải có công việc mới được, chứ không thôi nguy hiểm lắm. Mà thôi bỏ cái chuyện này đi, nói chuyện ở Bến Tre nghe coi. Muốn nghe chuyện gì? Thì cái chuyện của mày với lại hai anh em nhà Hai Quốc với ba Nam đó. Bỏ thì thương, mà dương thì tội. Cái gì vậy trời? Chuyện nghe chẳng kia chưa? Tội cho mày hả? Hay là tội cho hai cái gã kia? Tội ai cũng vậy thôi, có gì khác đâu. Có chứ. Nhìn cái mặt thấy im muốn chết rồi chứ bộ nữa. Mà nếu tao mà không đi Bến Tre theo giới thiệu của mày á, thì tao đâu có khổ như vậy. Coi kìa, đổ thừa mà không biết ngượng miệng nữa. Ủa chứ không phải hả? Ê, mà mày thích Hai Quốc không? Không biết. Đâu phải là tính cách của mày đâu. Thích á thì nhận là thích đi, đúng không? Thì thích. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, tao sợ Hai Quốc phức tạp quá. Thích người như vậy khổ lắm. Nhìn cái bộ dạng của mày á, là tao thấy mày sẵn sàng chịu khổ rồi. Alo. Tuyết à, mình gặp nhau ở chỗ cũ nghe. Mới nhắc hai thẹo là đã có hai thẹo. Đinh thiệt. Mày đừng chết rồi giả bộ, nghe đi. Alo, Khanh nghe. Alo. Em đang vui hay đang buồn vậy? Anh đoán đi. Trước đây một phút chắc em buồn. Còn bây giờ em đang vui vì anh gọi đúng không? Trời ơi, anh tự tin chịu không nổi luôn á. Bộn đúng sao? Rồi, đúng. Chuyện gì đó tiếp đi. Về nhà ổn không? Coi như ổn. Là sao? Thì thăm ba xong rồi, giờ thăm bạn. Em cứ vui chơi thoải mái nha. Chừng nào về với bé Tú cũng được. Em cũng gọi điện thoại cho bé Tú. Nó khoe được bà Tám dẫn đi ăn sáng, rồi dẫn ra chợ mua đồ nữa. Nó có vẻ vui lắm. Vậy cũng tốt. Tốt cho ai? Tốt cho bé Tú.
với anh nữa. Phải chi lúc trước anh cũng làm như vậy. Chắc để tôi nó sống khác rồi. Chuyện đời mỗi lúc một thay đổi, không ai biết trước được chuyện gì đâu. Thôi em chịu với bạn nha. Và đừng quên nhớ anh. Thôi nha. Thế ghét. Thôi nha. Cái miệng của mày á thì nói là ghét, nhưng mà nhìn cái mặt của mày á thì toàn là thấy thương không à. Ồ thì thương được chưa. Ba cái này vào sữa. Hai Dương sẽ ngủ, không biết trời đang gì nữa. Có phải thuốc ngủ thì không? Tôi cùng gì mà giết thằng cha già đó, cũng ngủ mê man. Cho em dễ dàng thực hiện thôi mà. Em đang suy nghĩ gì vậy? Đừng nói với tôi là còn thương thằng cha già đó nghe. Không phải chuyện của Hai Dương mà tôi muốn Mười phải biết rõ chuyện này. Chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy? Chuyện con Tú. Bé Tú. Con gái của Hai Quốc chứ gì? Nó không phải là con Hai Quốc. Chứ con ai? Nó là con của Mường đó. Con tôi? Nó là con của mình. Lúc Mường đi tù, tôi mới biết là tôi có thai. Tôi mới đẻ nó ra thì Hai Quốc đã bắt đi mất rồi. Rồi nói với tôi là con nhỏ đã mất rồi vì sanh 9 tháng. Con của tôi sao? Sao bây giờ mới nói hả? Tại tôi sợ là Mười không tin tôi. Trời đất ơi, làm sao mà không tin được chứ. Con nhỏ nó đẹp lắm, nó rất giống Mười. Tôi có con hả? Vậy là tôi sẽ mang nó đi cùng. Tôi sẽ mang nó đi cùng. Thiệt không Mười? Chứ không lẽ để cho Hải Quốc nó lớn lên, nó cũng phải biết ba má nó là ai nữa chứ. Vậy là mình đã có một gia đình, có vợ, có con. Tôi sẽ tìm cách đem nó theo. Sao vậy Mười? Muốn lo được cho con, mình phải có nhiều tiền. Cả đêm rồi kệ nơi em sẽ lấy hết của cải của Hai Dương. Được không em? Được không? Được không em? Được rồi. Tôi sẽ làm theo ý Mời. Tất cả vì con thôi em. Mình vì con thôi. Anh Tý. Bữa nay thấy cô Tám là lạ làm sao á? Lạ là lạ làm sao? Tự nhiên cổ nhờ tôi chăm sóc dùng cho ba Nam à. Chắc cô Tám thấy mày chăm sóc bò mát tay á. Gia này vô duyên quá à. Ý mày nói lạ là lạ ở điểm nào? Kiểu như là cổ sách đi đâu đó nên nhờ tôi lo giùm cho ba Nam. Tao thấy chắc bà muốn mày làm con dâu của bà chứ gì.
bậy bạ không à. Còn gì lạ nữa không? Hết rồi. Cái này mày vô duyên thiệt á. Vậy mà cũng nói nữa. Bữa hổm bà con biểu tao chăm sóc cho thằng Nam vậy. Tôi vẫn thấy cái gì đó kỳ kỳ, mà không biết giải thích sao nữa đó. Nam, con Khanh về Sài Gòn rồi đó, con biết không? Con không biết. Ủa, bà Khanh về Sài Gòn luôn hả má? Nó về có việc nhà, xong rồi nó quay lại. Nam, má thấy con Khanh nó không có thích con đâu. Mà con xí muội nó thích con lắm đó. Sao nãy giờ má nói chuyện gì đâu không vậy? Má thấy làm sao má nói vậy. Con xí muội nó hợp với nhà mình hơn. Nó biết ý ba con. Mà ổng á, ổng cũng thương nó nữa. Thôi đủ rồi. Xí muội là chặn lửa đó má. Má chỉ yên tâm khi mà con thương nó. Con theo Khanh từ Sài Gòn về đây mà có được gì đâu. Mà má thấy là nó thích hai quốc. Đó là sự thật, con phải chịu thôi. Mà hôm nay má bị sao vậy? Má chỉ nói những gì má nghĩ cho nhẹ đầu thôi. Con xí muội nó thương con lắm đó. Con biết rồi. Alo. Dưa phân xã Huệ nghe đây. À, phải bác Hai Dư không ạ? Hai Dư đây. Ai vậy? À, dạ, con là Năm Lai nè bác Hai. Nè, chuyện gì nữa? Đừng nói là rủ xã Huệ đi chùa nữa nha. Đi chùa cũng tốt mà bác Hai. Tốt cái quỷ gì mà tốt. Dạ, quỷ như Mười Phát mà cũng còn đi chùa mà bác. Hả? À? Hả? À, mày nói cái gì? Dạ, con đâu nói gì đâu. Dạ, con cấp máy đây. Con chào bác Hai. Thôi nè. Ha. Tao cấm mày không được đi chung với Năm Lai. Nhớ chưa? Ông cấm tám tuyết, ông mới gì cấm tôi. Con này hay hả? Mày thôi, bác Hai, 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 bác Hai. Tôi nhận lời, chuyện cô nhờ. Như vậy mới đúng là Mười Phát chứ. Nè, nhưng mà giá hơi cao nha. Không thành vấn đề. Miễn sao là hai quốc suốt đời đau khổ vì mất đứa con là tôi hả dạ lắm rồi. Anh ra giá đi. Mày thiệt. Chó để đi chùa phải không? Ông nói gì vậy? Dạ ngay nữa. Trả lời tao đi. Tôi biết chó đẻ nào hết á. Mày trời giờ không có chuyện chùa chiền chợ búa gì nữa đâu. Tao sẽ nhốt mày như nhốt chó trong nhà. Ba, bà có sao không? Mà không sao. Bà lại đánh bá nữa hả? Chuyện đó là tao với má mày. Đừng xen vô.
nhưng đây là má của con. Nó không xứng đáng là má của mày. Má có sao không má? Má chịu ổng hết xiết rồi. Ba càng ngày càng quá đáng mà. Má con bỏ đi thì con cũng đừng có trách má nha. Má đi đâu được chứ? Hay là má qua bên trại với con nha. Số má khổ thì má chịu. Má chỉ mong con với Hai Quốc thương nhau là má mừng rồi. Con phải nhớ nghe lời Hai Quốc nghe không? Nó thương con lắm đó. Sao má nói chuyện cứ giống như... giống như trăn trối. Ông muốn sửa cho nóng. Mày thù tao lắm phải không? Thù thì thù, mày làm gì được tao? Mày suốt đời hầu hạ phục dịch tao. Tôi có lỗi với ông. Ông có mắng nhiếc hay là chửi rủa gì tôi cũng chịu hết. Nói thì hay lắm, nhưng tốt hơn hết, mày không nên phạm lỗi. Dạ. Thôi ông muốn sửa đi. Còn miếng sữa, ông ráng uống cho hết nha. Thank you.
ông ơi. Ông. Ông ơi. Ông. Ông không tha thứ, cho nên tôi mới làm như vậy. Đời này, kiếp này, tôi không gặp lại ông nữa đâu. Alo. Cô Năm hả? Tôi đây. Cô khỏe không? Anh làm gì mà gọi sớm quá vậy? Xin lỗi, nếu như mà tôi làm phiền giấc ngủ của cô. Tôi có thông tin này muốn nói cho cô biết nè. Anh làm xong việc rồi hả? Sắp xong thôi. Tôi muốn nói cho cô biết. Ví dụ này không phức tạp như tôi tưởng. Ngẫm lại sự đời, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông trời thương tôi với cô, đã giúp tôi với cô rồi đó, làm cho hai quốc phải khóc hận. Anh nói hay lắm. Khi nào xong việc nhớ báo tôi sớm nha. Được rồi. Em Tam Tuyết, em qua đó đón con đi. Nè, rồi đưa con đi chợ luôn. Tôi chờ em ngoài chợ nha. Ủa, bữa nay cô không đi với Si Muội hả? Si Muội lo bò đẻ, cô đi một mình. Bé Tú đâu con? Nó còn ngủ, cô vô chợ kêu nó dậy nha. Ừ. Dạ. Sao rồi con? Nó không chịu đi cô ơi. Con chịu khó dụ nó giùm cô đi. Nhỏ này nó cứng đầu lắm, con bó tay nó rồi. Chỉ có cô Điệp mới nói nó nghe thôi à. Ủa, vậy cô Điệp đâu? Cô tập thể dục chưa có về. Hay để cô vô cô nói nó nha. Dạ. À, nó ra kìa. À, bé Tú. Bye bye.
ơi, bà nhớ mua đồ chơi bán đồ hàng cho con với bé búp bê Rơm chơi nha. Được rồi, bé Tú ngoan, rồi muốn cái gì bà cũng mua hết. Dạ. Mình đi nha. Đi, cô đi nha. Dạ. Đi đi. Nè, lấy cái này không? Còn mua gì nữa không? Vậy đi ha. Dạ. Bé Tú. Con có quen chú. Bé Tú. Nè, bé Tú nè. Lên xe Quang đi con. Đi cậu thương. Hả? Đi cậu.